Xin kính chào các quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video này, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với quý khách một mẫu thạch anh khói, dạng hàng thạch anh cuội. Đây là một cái dạng sỏi cuội thạch anh khói đã được mài và đánh bóng rất chi là đẹp. Xin được soi đèn để quý vị cùng thấy được. Đây tôi đang soi ở dưới ánh sáng đỏ này, ánh sáng đỏ này. Màu nó nếu ánh sáng đỏ thì màu huyết lên rất là đẹp. Độ trong của viên đá này cực kỳ tốt luôn. Soi rất kỹ để quý vị cùng xem. Đây tôi chuyển sang ánh sáng trắng nhé. Đây là ánh sáng trắng này. Đây, ánh sáng trắng này, nó lên cái màu trà rất chi là đẹp. Đây là một mẫu thạch anh khói, dòng khói trà, dạng đá cuội. Những dòng này thì nó ở suối, chủ yếu là nó tồn tại ở suối. Thường dạng tinh thể thì nó chủ yếu ở trên các cái đồi, ở trong lòng đất, nhưng mà riêng cái dạng cuội này thì nó là ở dưới suối. Những cái viên có độ trong như thế này thì không có nhiều. Những cái dạng thạch anh cuội này thì nó khá nhiều trong tự nhiên, tuy nhiên những cái dòng trong như thế này là không có nhiều. Nó được mài đánh bóng rất cẩn thận. Ánh sáng đỏ lên thì rất đẹp quý vị ạ, ánh sáng đỏ lên lên màu rất đẹp. Viên này nó có bề ngang này, nó là 11 cm. Chiều dọc này là 11 cm, xin lỗi. Và bề ngang này là 7 cm. Khối lượng của đá nặng là 600 g. Và hiện cái mẫu thạch anh cuội này thì tôi đang giao lưu cùng với lại quý vị khán giả với giá là 450.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu, hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị chỉ việc gọi điện hoặc nhắn tin trực tiếp qua Zalo theo số điện thoại này cho tôi, để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Khách hàng chuyển khoản trước thì sẽ được ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc. Còn nếu quý vị không có điều kiện để chuyển khoản thì tôi sẽ nhờ bên giao hàng thu hộ. Tuy nhiên nếu mà thu hộ thì quý vị chịu giúp cho tôi phí ship. Bởi vì thu hộ thì nó sẽ có nhiều vấn đề. Vấn đề một, thứ nhất là khách lần đầu đặt thì thường thường có những khách là sẽ không nhận hàng. Và thứ hai là tôi phải mất thêm một cái phí nữa, đó là phí thu hộ. Vì thế những ai chuyển khoản trước sẽ được ưu tiên trong phạm vi toàn quốc. Tôi sẽ không ship hàng ra nước ngoài quý vị nha. Quý vị nếu có nhu cầu muốn sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Cam kết sản phẩm làng thạch anh được làm từ đá thạch anh khói chuẩn thiên nhiên tự nhiên. Nếu quý vị nào phát hiện không phải là thạch anh chuẩn thiên nhiên tự nhiên, tôi xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định đối với sản phẩm. Quý vị có thể kiểm tra kiểm định ở bất kỳ trung tâm kiểm định đá quý nào trong nước cũng như ngoài nước. Nếu phát hiện không đúng, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với cam kết với khách hàng. Tuy nhiên một lưu ý, đó là dù quý vị có chuyển khoản trước hay là nhận hàng thu tiền thì quý vị cũng kiểm tra hàng trước khi nhận hộ cho tôi. Tránh trường hợp đó là sau khi nhận xong bưu tá đi về rồi, quý vị mới báo lại là hàng gửi không đúng hoặc là hàng bị hỏng, bị vỡ. Thì quý vị đó là giữ cả cho mình và giữ cho shop nữa, thì quý vị nên kiểm tra hàng trước khi nhận, trước mặt bưu tá hộ cho tôi.
Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào. Hàng ngày kênh Đá Phong Thủy luôn có những video giới thiệu về các sản phẩm đá phong thủy, đá đẹp tự nhiên phục vụ đến các quý khán giả. Nếu có nhu cầu mua hàng thì đừng quên liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.